Xin được kính chào quý anh chị em và các bạn đến với BK Hà Nội Vương quốc gầm cao. Hôm nay chúng tôi mang đến cho quý chị các bạn một cái siêu phẩm đến từ mẫu xe Toyota Land Cruiser Prado. Một cái mẫu xe rất được yêu mến tại thị trường Việt Nam. Các bác thân mến, thì Toyota Land Cruiser Prado là một cái mẫu xe mà rất được yêu mến. Nó có khả năng vận hành vượt trội, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Và đặc biệt hơn nữa là Prado là một cái mẫu xe thể hiện một cái đẳng cấp rất là phái mạnh. Đấy, đẳng cấp gọi là hào hoa phong nhã thì nói chính xác là như thế, nam tính hào hoa phong nhã. Anh em nào có hàng triệu người, trong đó có cả tôi, là một chủ showroom ô tô hàng trăm tỷ nhưng vẫn rất mong muốn là sở hữu cái dòng xe Toyota Land Cruiser Prado này. Và hiện tại thì tôi đang có hai con. Đấy, ngày xưa thời điểm làm trong hãng thì đâu đó khoảng tầm tôi rất là mong muốn sở hữu cái dòng xe này. Tức là thời làm thuê trong hãng thì có thể nói với quác là mơ ước được bán xe Toyota, nhưng mà mơ ước kiếm được một cái xe Vios đi thôi đã là khó rồi. Nhưng mà thời điểm này thì tôi đang có hàng trăm những cái mẫu xe 7 chỗ gầm cao đang có mặt tại BK Hà Nội. Xe này sản xuất năm 2015, form mới là form có hộp số tự động 6 cấp các bác nhá. Hộp số tự động 6 cấp và được trang bị hộp lạnh. Prado là một cái mẫu xe mà phải nói rằng là cực kỳ đi lì lợm, gọi là bền bỉ, sang trọng, lịch sự và đẳng cấp các bác nhá, rất đẳng cấp luôn. Đấy, Prado. Các bác nhìn này, quá đẳng cấp luôn các bạn. Đây, chồng Prado, vợ Yaris là một trong những cái gọi là mốt ngày xưa đấy các bác nhá. Đấy, đến tận bây giờ, chồng Prado, vợ Cross. Đấy, chồng Prado, vợ Cross là một trong những cái biểu tượng của gọi là sự thành đạt của người dân Việt Nam. Chồng đi xe Prado, vợ đi xe Cross, xe được độ lên cái đề nổi engine start top. Màn hình DVD, camera lùi, hệ thống điều hòa tự động. Và 3 vùng độc lập rồi. Đấy, 3 vùng độc lập luôn các bác nhá, 3 vùng độc lập. Rồi camera hành trình nhá, được trang bị đầy đủ hết các bác nhá. Camera hành trình được trang bị đầy đủ rồi. Bác nào mà có nhu cầu tìm kiếm cho mình một cái mẫu xe đã qua sử dụng thì hãy ấn like, subscribe kênh. Chúng em sẽ dành tặng cho các bác một cái phiếu giảm giá từ 50 đến 60 triệu đồng, từ 15 đến 30 triệu đồng vào ngay trong tài khoản của các bác nhá. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Con này thì phải nói rằng là rất mới luôn, em đang chào bán mức giá loanh quanh trên dưới tỷ, trên tỷ rưỡi một tí các bác nhá, trên tỷ rưỡi. Và bác nào mà có nhu cầu tìm kiếm thì qua BK Hà Nội Vương quốc gầm cao để có thể trải nghiệm dòng xe này. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe, thành công, gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý chị các bạn.